Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa năm c Bài của Linh mục Du Xe Nguyễn Văn Nghĩa Ta hài lòng về con Cả ba tin mừng nhất lãm đều kết thúc thuật trình Chúa Giêsu chỉ phép rửa tại sông Giô Đăng Bằng lời tuyên phán của Chúa Cha Đây là con ta yêu dấu, ta hài lòng về con Hoặc là con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con Mắc theo chương 3 câu 17 Mắc cô chương 1 câu 11 Luca chương 3 câu 22 Chúa cha hài lòng với Chúa Giêsu về chuyện gì đây? Dĩ nhiên là về chuyện Chúa Giêsu tự nguyện xếp mình vào hàng đoàn người tội lỗi Đang đến để do an tại giả làm phép sửa bày tỏ lòng sám hối ăn năn Thế nhưng Chúa Giêsu vẫn là Thiên Chúa Dù đã mặc lái xác phàm nhân loại như chúng ta mọi đàn nhưng chẳng hề vương bẩn tội như Trích sách Giao Thái chương 4 câu 15 Là đấng thánh của Thiên Chúa, người hoàn toàn thanh sạch Thế mà người xếp hàng giữa đám người tội lỗi Để làm gì? Chắc chắn không phải là để nhờ do ăn làm phép thanh tẩy Hầu được nên thanh sạch Cũng chắc chắn rằng không phải người cố tình làm gương cho chúng ta về việc khoáng cải ăn năn như đã có nhiều nhà tu đức từng suy diễn không ai có thể làm gương một việc mà chính mình không thực làm. Như thế, chìa khóa vấn đề phải nằm ở chỗ khác. Mang lấy xác phàm trở nên giống là người chúng ta mọi đàn thì Chúa Giêsu vẫn phải cần có thời gian để hiểu biết ý Chúa Cha cũng như tự nhận thức về căn tính của mình. Các nhà Kitô học đồng thuận với nhau rằng khi còn trong nôi, còn ôm lấy bầu sữa mẹ thì trẻ giê chưa thể nhận thức được căn tính Thiên Chúa của mình. Và một điều ít ai chối cãi đó là năm lên 12 tuổi, khi lưu lại đền thờ Jerusalem 3 ngày, nhân chuyến cùng cha mẹ hành hương, thì thiếu niên giê -xu để ý thức về căn tính Thiên Chúa của mình. Biết mình là Thiên Chúa, thế nhưng để biết sứ vụ của mình là cứu độ nhân loại, và cứu độ nhân loại như thế nào thì Chúa Giêsu cũng cần phải có thời gian cần thiết để tìm hiểu thánh ý Chúa Cha. Nhiều nhà ký tố học nhìn nhận rằng khi Chúa Giêsu đến chỉ phép rửa tại bờ sông Giô Đăng, chính là lúc người tìm ra con đường cứu độ. Nó đến ơn cứu độ, các nhà thần học lẫn tu đức thường dùng hình ảnh cứu vớt người đang chìm dưới sông nước, không biết bơi mà rơi xuống hố nước sâu thì sự sống như không còn thuộc vào chính bản thân mình cần phải có một ai đó độ trì cứu vớt mai ra mới được sống để cứu độ nhân loại khỏi vũng lầy tội lỗi chúa giêsu không đứng bên trên mà kéo người đã tự nguyện đi xuống tận đáy sâu kiếp người khi vào trần gian đồng thân với con người trong kiếp phàm hèn chưa đủ chúa giêsu còn muốn chung phận với loài người trong kiếp tội nhân dù người hoàn toàn vô tội tình yêu lên đến đỉnh cao khi người ta tự nguyện chung thân đồng phận với nhau Chung thân đồng phận với nhau là một trong những hình thức liên đới đến cùng Là con chiên tinh tuyền, là người tốt tớ trung thành và nhân hậu Chúa Giêsu đã nhận lấy mọi hậu quả tội lỗi của loài người vào chính bản thân người Điều đã được ngôn sứ Isaiah loan báo xưa về người Tô Trung, nay ứng nghiệm nơi chính Chúa Kitô. Isaiah chương 42 câu 1 đến câu 9 chương 49 câu 1 đến câu 7, chương 50 câu 4 đến câu 11. Chọn con đường đi xuống để nâng loài người sang ngã lên, sự chọn lựa của Chúa Giêsu đã làm hài lòng Chúa Cha. Đây là một sự chọn lựa phát xuất bởi tình yêu sung mãn. Chúa Thánh Thần với hình chim bồ câu ngự xuống trên người là một dấu chỉ và các tầng trời mở ra nghĩa là con đường cứu độ này đã khai mở cho con người Việc Chúa Giêsu chọn con đường đi xuống giúp chúng ta xác tín những chân lý sau. Thứ nhất, không một ai là không có thể được cứu rỗi. Các cứu hộ viên đứng trên bờ sông mà đưa tay ra thì những người ở xa bờ hay đang chìm dưới nước quả là khó có cơ may được cứu. Trái lại, khi các cứu hộ viên đã lặn sâu xuống đáy sông thì mọi người đều có thể được cứu sống. Chúa Giêsu đã cúi xuống dưới chân các tông đồ người đã cúi xuống dưới chân Juda, kẻ đã rất tâm phản bội người và người sẵn sàng cúi xuống dưới chân hết mọi người trong mọi hoàn cảnh. Chỉ cần chúng ta đồng thuận thì người sẽ nâng chúng ta lên cùng Chúa Cha. Mọi người đều có thể được cứu rỗi, một chân lý của niềm tin và niềm hy vọng. Bất cứ ai dù trong hoàn cảnh tồi tệ nào đi nữa thì vẫn luôn có Giêsu Kitô đứng dưới chân để sẵn sàng nâng lên. Chính vì thế mà thất vọng về chính mình là một sự tồi tệ thật đáng trách không kém gì khi ta thất vọng về tha nhân. Thứ hai, trước tiên hãy trách mình, đừng trách tha nhân hay phàn nàn chúa. Nếu giả như chúng ta vẫn mãi mê trong tội, một trong những thói xấu của người đắm chìm trong tội đó là tìm đủ lý do để bào chữa. Để làm giảm nhẹ trách nhiệm của mình, khi phạm tội, chúng ta thường hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho tha nhân, cho ma quỷ và có khi cho cả thiên chúa phải tiên thiên loại trừ việc gán cho Thiên Chúa là tác nhân gây sự xấu về Thiên Chúa không hề. Đúng hơn là không thể cám dỗ một ai. Chúng ta cũng cần chân nhận rằng thần dữ, người xấu hay ngoại cảnh cũng có góp phần nào đó trong tội của chúng ta. Tuy nhiên, các tác nhân ấy chỉ có thể làm tăng giảm mức độ trách nhiệm của chúng ta trên tội của mình. Nhưng không ai khác, chính chúng ta phải là người trực tiếp chịu trách nhiệm mọi hành vi tội lỗi của mình mừng mọi nhiệm Chúa Giêsu chỉ phép rửa mở đầu cuộc đời công khai rao giảng tin mừng hãy cùng cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa vì đã yêu thương loài người đến cùng không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô đấng đã tự nguyện đồng hành với chúng ta trong kiếp tội nhân cuối mình để cho ăn làm phép rửa là điểm khởi đầu và điểm kết thúc là thân phận một tội nhân tên thập giá bài của linh mục Du Xe Nguyễn Văn Nghĩa bàn mê thuộc